Đoạn đường xuống dưới biển thật là xa. Đi hoài không tới vậy. Wow, tuyệt đẹp. Xuống dưới này mình có thể thuê cano chạy ra biển, ra tắm, đặc biệt là ra tắm biển. Ở những nơi này nước biển rất là trong xanh và sạch. Cảnh tuyệt là đẹp. Chuyến này có mới vừa mở một cái nhà hàng. Một năm trước mình đi thì chẳng thấy gì cả. Đúng là không ở nơi nào đẹp như nơi biển. Cái quán nước này nhìn ra thì sẽ bao quát hết toàn cảnh. Ra lên biển. Ở đây có dịch vụ thuê cano đảo vài vòng lượn lượn. Này là bảng giá các tour du lịch. Chụp nước là 150.000. Lặn ngắm san hô là 120. Cano kéo 120. Mình rất thích là đi cano nhưng mà giờ điều kiện hoàn cảnh không cho phép. Đây là những chiếc thúng lớn của ngư dân dùng để vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra các con tàu neo đậu ở ngoài khơi kia, hoặc là dùng để đi đánh lưới gần bờ. Xung quanh đây là toàn những khối đá bóc vỏ xâm nhập.
cảnh rất là thơ mộng, tuyệt đẹp luôn. Trên này là những đồi cát, góc nghiêng rất là dốc và cao, đặc trưng của miền biển, miền biển miền Trung. Xây lâu đài trên cát, biển là một thứ vui mà thuở nhỏ mình cũng rất hay chơi. Lâu đài cát nhìn đẹp quá. Bé giỏi ghê. Ủa anh người ở đây luôn hả? Dạ, Phú Tài. Là anh đến đây Tết đi du lịch hả? Ủa làm sao mà anh biết được cái địa điểm này mà anh đến vậy? Dạ. Nước biển cực kỳ trong xanh, không có một miếng rác nào luôn đó. Mình sẽ đi ra tham quan. Dạ, ướt cả quần. Chắc là có dịp mình sẽ lần tới sẽ chạy thử chiếc cano này. Thiên đường lý giữa trên đường về.